Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ ba em lên sóng vài món nha anh em. Anh em cần món nào cứ alo nha. Rồi đây là cây bô ngày hôm qua đây. Bô 90 nha anh em, luôn bát nha. Nó hơi xấu chỗ này. Đó, tình trạng là không một lủng gì hết. Cây này bán có 1,8 triệu rồi nha anh em. Đây bên dưới là đẹp nha anh em. Đây. Bên dưới là không có xét, không một lủng gì luôn. Bô 90 mà giá bằng bô 50 nha anh em. Cho nó bị hơi xấu ngay chỗ này thôi, 1,8 triệu. Giá này anh em về vô xe đi cho con đi học hoặc vợ đi chợ là hết bài nha. Giá quá rẻ rồi. Chứ anh em gắn cái mấy cái bù lô hay gì chứ nó bên trong nó không có hông đâu, chạy nó nóng máy lắm. 1,8 triệu bô 90, xài 70 luôn nha anh em. Rồi ba cọng dây, ga, dây hắn. Cái này là xài cho cúp 93 đổ lên nha anh em. Ba cọng này bán là 300. Rồi một cây kèn đẹp. Kèn này là 350 nha, kèn xúc sắc. Bên dưới nè, 350. Rồi một cặp kiếng đèn tròn hơi xấu. Cặp này bán là 400. Kiếng Vin đàng hoàng nha anh em, đúng kiếng Vin nha. Đây chân hơi xấu nha, động si hơi xấu. Đó, kiếng Vin đàng hoàng. 400 nha anh em. Về vô 81 86 tùy anh em nha. Rồi một cái đùm trước tăng bô còn rất là đẹp luôn. Đùm này em bán là 300, sơn green nha, sơn green đẹp. Sơn green xuất sắc. Nó bạc đạn đồ green hết nha. Nhiều anh em đi hai bạc đạn đồ khỏi khỏi cần khai chi tốn công nha, mua cái đùm này về để vô là xong nha. Tăng bô còn rất là dày đẹp. Bạc đạn Nhật đàng hoàng 300. Rồi một cái hùng xăng lớn của màu 142 nha anh em, sơn green. Đó hùng hùng này thì bên dưới nó có bị trét keo nha anh em, chắc nó bị lủng trét keo. Đó này dạ. Trét keo rồi nha anh em, bao xài. Này về bán cho anh em chữa cháy nha, 250. Dù sao nó cũng còn nước sơn green, anh em vô xe bán hoặc là xe nhà rất là ok. Giá chỉ 250 thôi. So với những cái bình xăng mà trong xe của anh em mà nó bị dập sơn lên hết hoặc là nó xuống sơn, mua cái này về để vô hợp túi tiền 250. Rồi bốn món xài chung một chìa lô. Đó, giá bây giờ bán là 6 xị luôn, nhanh gọn lẹ luôn, 600 nha anh em, chìa lô, chìa vũa lại. Là một chìa này xài chung bốn món nha. Rồi một cái bình xăng con 90. Bình này là bán là 2,3 triệu nha, bình đẹp. Bình là còn 7 màu luôn. 2,3 triệu nha anh em. Anh em thích xài cho custom thì em sẽ đổi lại cho anh em một vòi. Cái này hiện tại nó đang xài cho đèn tròn. Đó, bình bao hì hầm, bao ngọt. Giá là 2,3 triệu luôn cây kèn. Rồi cái ba ga 86 ngày hôm qua. Cái này 1,4 triệu nha, Siren đẹp. Tại nhiều anh em kêu là quay mặt dưới thì mình phải háo ra mới quay mặt dưới được. Đây, đồ heo xe là cỡ này thôi nha anh em, 1,4 triệu. Rồi một cặp giỏ. Giỏ là một cái giỏ hái. Giỏ trước là giỏ BS, giỏ 2225. Bê tông. Gai cũng còn khá. Còn cái sau là giỏ Inu thì nó cũng còn khá nha anh em. Inu 250, hai cái này bán là 300, vô xe 70, tìm thái là hết bài nha anh em, giá chỉ có 300 mà. So với anh em gắn những cái vỏ Việt Nam nha, nhìn nó không đẹp. Anh em cần cứ alo nha.